Tình yêu và tham vọng review tập 25. Linh bắt gặp Tuệ Lâm ở cùng Minh trong khách sạn. Quý vị khán thính giả thân mến, đang nói chuyện với Minh trước phòng khách sạn, Linh bất ngờ thấy Tuệ Lâm bước xuống trong chiếc áo pyjama, khiến cô sững người trong Tình yêu và tham vọng tập 25. Tình yêu và tham vọng tập 25 lên sóng tối thứ hai tuần tới, vẫn xoay quanh tam giác tình yêu Linh, Minh và Tuệ Lâm. Sau hai lần được Minh cứu mạng, Linh tìm đến để cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã hai lần cứu mạng tôi. Anh nói Thủy Chi cho tôi mạng sống, tôi nhất định không phụ lòng cô ấy. Tuy nhiên khi cuộc đối thoại đang diễn ra thì bất ngờ Tuệ Lâm bước ra từ phòng Minh trong bộ pyjama với phong thái như nữ chủ nhân kèm lời mời. Chúng tôi đang ăn sáng, cô có muốn ăn cùng không? Tình huống bất ngờ khiến Linh như chết lặng. Dù làm mọi cách để có được Minh nhưng Tuệ Lâm dường như không thể kiểm soát được việc Linh và Minh dành tình cảm cho nhau. Cô tìm gặp Sơn để đề nghị hợp tác. Anh cũng biết tình cảm Linh dành cho Minh không hề đơn thuần. Chuyện này không phải do em quá yêu mà tưởng tượng ra đúng không? Em không biết những việc mình làm có kết quả hay không, nhưng em cũng không ngồi yên được. Tuệ Lâm nói với Sơn. Sau khi Sơn thừa nhận anh có tình cảm với Linh, Tuệ Lâm thúc giục. Vậy anh hãy làm gì đi? Hãy giúp em để mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo của nó trước khi không còn kịp nữa. Cặp Đông Phương vẫn tiếp tục đấu khẩu dù trong lòng đã dành tình cảm cho đối phương. Phương tìm gặp Đông chất vấn tại sao lại tránh mặt nhưng Đông không thừa nhận và khẳng định. Chẳng qua tôi không thích. Ngay lập tức Phương mắng một tràng. Cậu đúng là đồ đần. Chẳng qua là hôm qua tôi thấy cậu bị như thế nên cậu thấy xấu hổ đúng không? Mặt cậu đỏ lên rồi đấy. Điều này khiến Đông nổi điên, anh chàng bật lại. Sao trên đời này lại có phụ nữ vừa thô vừa vô duyên như chị nhỉ? Ừ thì tôi xấu hổ đấy, chị đừng có chuyện gì cũng xía vào. Tuy nhiên câu trả lời sau đó của Phương cho thấy cô đã thừa nhận có tình cảm với Đông. Cậu nói đúng, không phải là cậu mà là tôi mới là đứa đần độn, có đần độn mới đi quan tâm đến cậu đấy. Diễn biến tình cảm của cặp Đông Phương ra sao sau màn thừa nhận của Phương? Linh và Minh đã chính thức hẹn hò đến mức Tuệ Lâm phải gặp Sơn để hợp tác. Thực hư việc Tuệ Lâm ở cùng khách sạn với Minh như thế nào? Diễn biến chi tiết phim Tình yêu và tham vọng tập 25 sẽ lên sóng tối thứ hai ngày 15 tháng 6 trên VTV3. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.